Tiểu khu 402, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân thôn Lạc Thắng đã mang theo dụng cụ kéo nhau vào xẻ phát trên phần đất đã được nhà nước giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Hà Tĩnh quản lý. Nhiều cây keo 2 đến 3 tuổi bị đốn hạ, cây bụi bị đốt tận gốc. Mâu thuẫn càng gia tăng khi công ty cho công nhân nhổ hết số keo người dân trồng trái phép. Cao su chúng thấy mà thấy đất thì bù hoang quá nhiều, cá nhân hóa và tập thể nhỏ hóa quá nhiều. Dân cũng đã nhiều lần phản ánh nhưng mà phản ánh không nổi. Thì dân liều hạt vào lấn chiếm, biết sai nhưng vẫn lấn chiếm vì cảm thấy đau xót và dân thì đứng đổi. Nếu như để tình trạng đi, dân trồng cao su nhổ, dân cứ tiếp trồng trồng, cao su cứ tiếp dùng nhổ, cứ trồng nữa. Được biết, từ năm 2018 đến nay, người dân các thôn Lạc Thắng, Lạc Thanh, Lạc Vinh, Lạc Trung, xã Kỳ Lạc đã 6 lần tổ chức vào rừng lấn chiếm với hàng trăm người tham gia. Lý do là nhiều diện tích giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Hà Tĩnh đã bị bỏ hoang từ năm này qua năm khác. Ngoài ra, công ty còn giao cho một số tổ chức cá nhân trồng keo trên phần diện tích lẽ ra phải trồng cây cao su. Trước thực trạng này, xã Kỳ Lạc và huyện Kỳ Anh đã nhiều lần tổ chức đối thoại, làm việc với các bên liên quan, tuyên truyền vận động nhân dân không được tự ý lấn chiếm đất trái pháp luật. Chính quyền địa phương khẩn trương để bố trí thành lập 2 cái tổ công tác. Một tổ là công tác là tuyên truyền vận động và một tổ công tác là để kiểm tra lập các cái hồ sơ văn bản có liên quan. Được cái tình hình hiện nay thì về công tác tuyên truyền vận động thì cũng tương đối khó khăn. Rõ ràng việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Hà Tĩnh để lãng phí đất rừng hoặc sử dụng đất rừng sai mục đích là điều cần phải được xem xét. Tuy nhiên, việc người dân tự ý vào xẻ phát, phá hoại tài sản của doanh nghiệp lại là sự vi phạm pháp luật, cần phải được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm. Theo nguồn tin của phóng viên, thì dù trong buổi sáng ngày 1 tháng 7, đoàn người vào rừng xẻ phát trái phép đã giải tán, nhưng đến buổi chiều, sự việc lại tiếp tục xảy ra.